xin chào các bạn đến với kênh của mình hôm nay mình sẽ nói về phần đạo hàm của hàm số phân thức rồi bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên đó chính là hàm bậc nhất chi bậc nhất Rồi, hàm bậc nhất, chi bậc nhất là hàm số có dạng y bằng ax cộng b chia cho cx cộng d. Bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của nó cho được y phẩy bằng. Đây là hàm phân thức. Công thức tính đạo hàm của nó là bằng u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân u chia cho v bình phương. Ở đây mình sẽ viết một dấu gạch ngang dài. Ở đây mình sẽ viết là v bình phương trước là cái mẫu bình phương là cx cộng d tất cả bình phương. Rồi ở trên cái tự thì mình sẽ lấy u phẩy v là cái tự đạo hàm ax cộng b đạo hàm ra được số a u phẩy nhân cho v là cx cộng d trừ v phẩy nhân u là cx cộng d đạo hàm là bằng c nhân cho ax cộng b rồi bây giờ nó sẽ bằng cái gì acx ở đây cũng có acx nó sẽ rút gọn với nhau hết còn lại là az trừ bc az trừ bc khi cho cx cộng d tất cả bình phương rồi đó chính là công thức đạo hàm của nó thì thay vì viết AG trừ bc thì chúng ta có thể viết bằng một cách như sau đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái định thức nghĩa là gì đó chính là một hai đường gạch như thế này sẽ viết ở đây a d trừ cho pc rồi cái hình này có nghĩa là gì chúng ta sẽ lấy a nhân d nhân tích chéo trừ đi nhau, tích chéo, trừ đi tích chéo là AG trừ BC và đây chính là công thức đạo hàm của hàm số bậc nhất chi bậc nhất Bây giờ mình sẽ tiếp tục với phần đến phần 2 đó chính là đạo hàm của hàm số bậc 2 chi cho bậc nhất mình sẽ gọi hàm số nó có dạng Y bằng AX bình cộng BX cộng C chi cho e x cộng f rồi để tính đạo hàm của hàm này ta sẽ ra được y phẩy sẽ bằng đây là hàm phân thức Ta sẽ lấy u phẩy v trừ v phẩy u Chi cho v bình phương đây thì cái mẫu bình phương thì chúng ta sẽ giữ nguyên e cộng f tất cả bình phương không đổi rồi còn uh, u phẩy v trừ v phẩy u thì đầu tiên mình sẽ tính u phẩy là cái tử đạo hàm là 2 ax x cộng b nhân cho EX cộng F trừ cho cái mẫu đạo hàm là EX cộng F đạo hàm sẽ còn số E thôi nhân cho AX bình cộng BX cộng C không gọi lại ở đây chúng là có được đạo hàm của nó rồi bây giờ mình sẽ khai chỉnh ra chúng ta bằng đây là 2AX nhân cho EX là bằng 2AEX ở đây là ở hệ số của X thì có BE và 2AF mình cộng cho BE cộng 2AF đây nhân x rẽ bình phương rồi cuối cùng là còn cùng là cộng với BF rồi bây giờ mình sẽ lấy dấu trừ đây là AE nhân x bình phương nhân x bình phương mình sẽ viết tiếp vào đây trừ BE x trừ CE ở đây chia cho EX cộng F tất cả bình phương cái này mình sẽ rút gọn. Ở đây là 2AEF bình. Chữ AES bình. Thì mình sẽ gặp đi. Còn một lần là còn là AEX bình phương. Rồi bây giờ hệ số của X. Thì mình có là. Ở đây là BE cộng 2AF. Ở đây có. anh Chỉ còn lại là cộng 2AF. Nhân X. Và cái cuối cùng là. Cộng với lại. BF trừ CE. BF trừ CE. chia cho. AS cộng F cả bình phương. Ở đây chính là công thức đạo hàm của hàm bậc 2 chia cho bậc nhất. Để thuộc công thức này rất là dễ. Cho dù nhìn nó khá là phức tạp ở đây nhưng mình chỉ cho các bạn cách thuộc như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy A nhân E. Ở đây chúng ta có AE nhân x, x bình phương. Rồi, cho lấy A nhân F. là mình nhân thêm hai vào nữa nào. Đây là lấy A x F nhân F nè. Nhân hai vào nữa. Cho được là 2AF nhân x, x. Rồi còn, cái cuối cùng là BF C CE thì mình sẽ lấy mình sẽ nhìn bốn cái chữ số cuối cùng thì đây giống như là hàm phân thức bậc nhất chi bậc nhất thì mình sẽ lấy bf trừ ce đây mình lấy đạo hàm cái từ của nó nè bf trừ ce đúng không đây ta có bf trừ ce rồi mình sẽ đến với phần số 3 rồi mình sẽ đến với phần số 3 đó chính là hàm số bậc 2 chia cho bậc 2 mình sẽ đặt hàm số y bằng A1 x bình cộng B1 nhân x cộng C1 chi cho A2 x bình cộng B2 x cộng C2. Rồi, mình có hàm số bận 2 chia bậc 2 ở đây. Rồi, bây giờ để tính đạo hàm này, tôi đã làm các bước tương tự. Đã áp dụng công thức đạo hàm của hàm phân thức. Đó chính là mình sẽ lấy là U'V trừ V'U chi cho V bình phương. Ở đây cái mẫu bình phương mình sẽ để yên. A2x bình cộng B2x cộng với lại C2. Tất cả bình phương mình để yên. Rồi. Mình sẽ tính như sau. Mình sẽ lấy U,V trừ -V V,U. U, U của nó bằng 2A1 x x cộng B1. Đây là U, mình nhân cho V là giữ nguyên. A2x bình cộng B2x cộng C2. Mình trừ cho V phẩy là 2A2X cộng B2 nhân cho U bình phương chính là A1X bình cộng B1X cộng với lại C1 đóng ngoặt lại rồi sau đó mình sẽ rút gọn bằng cách mình sẽ nhân phân phối vào với nhau đây mình một dòng dài đây luôn thì nó dễ rồi mình lấy cái đầu tiên nhân bên đây là bằng 2A1A2X mũ 3 Rồi cái tiếp theo, cộng B1A2X bình. Rồi tương tự, cộng với lại 2A1B2X bình. Cộng với lại B1B2X. Cộng với lại 2A1C2X. Cộng với lại B1C2. Rồi mình đã xong thằng đầu tiên. Rồi tương tự mình sẽ áp dụng với thằng thứ hai. Đây có dấu trừ. Rồi mình sẽ để một cái dấu ngoặc lớn ở đây. 2a2a1x mũ 3 cộng b2a1x bình. Rồi mình ghi tiếp ở đây. Cộng với lại 2a2b1x bình phương. Cộng với lại b1b2x. Cộng với lại 2a2c1x Cộng B2 C1 Rồi Bây giờ mình sẽ rút gọn nó Chính là bằng Cái mẫu thì chúng ta vẫn giữ nguyên ở đây Là A2 X bình Cộng B2 X Cộng C2 Bây giờ mình sẽ rút gọn 2A1 A2 X bứa 3 A2 A1 A2 X 3 hết là mình rút gọn đi, mình đi. Rồi Hệ số cuối bình phương Chúng ta còn B1 A2 ở đây có trừ 2B1A2 thì mình rút gọn đi là còn trừ B1A2 ở đây có 2A1B2 ở đây có trừ A1B2 vì còn một lần cộng với lại A1B2 nhân x bình phương rồi còn hệ số của x thì mình cộng với lại bây giờ hệ số của x ở đây có B1B2 B1B2X bên đây là B1B2X có dấu trừ là nó hết nè mình gạch đi rồi còn 2a1c2 lấy có dấu trừ 2a2c1 mình sẽ đặt là hai lần ở đây như đây là a1c2 trừ a2c1 mình đóng ngoặc lại Rồi mình nhân với là x Rồi mình cộng cho hệ số tự do b1c2 trừ cho b2c1 chia cho cái mẫu bình phương vẫn dễ nguyên a2x bình cộng b2x cộng B2, c cộng c2 mình thấy được ở đây như sau đó chính là tích A1B2 trừ B1A2 thì mình sẽ viết thành dưới dạng định thức như sau đó chính là bằng A1B2 A2B1 có dấu gạch ở ngoài A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 S bình phương rồi ở đây mình đặt hai lần ra ngoài còn bên trong là A1C2 trừ A2C1 chính là cái định thức luôn A1C2 A2C1 A1C2 trừ A2 nhân C1 Rồi nhân với x Mình cộng với lại B1C2 trừ B2C1 Chính là B1C2 trừ B2C1 Đây Chia cho cái mẫu bình phương A2X Đây bình phương là A2X bình Cộng B2X Cộng C2 tất cả bình phương Rồi Đây chính là công thức chúng ta cần phải thuộc Nhìn nó khá là phức tạp nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhớ rất dễ luôn Đó chính là gì? Đầu tiên mình thấy hệ số của x bình phương Chính là mình sẽ nhìn vào hai cái đầu tiên A1 B2 trừ A2 B1 Đây là mình sẽ dùng cái định thức cho bốn cái số đầu tiên Rồi hệ số của x thì mình đầu tiên mình sẽ nhân hai vào trước Giống như trường hợp ở trên Rồi sau đó ở đây có A1 C2 và A2 C1 Thì mình sẽ nhìn cái đầu tiên với lại cái thứ ba Chính là A1 C2 và A2 C1 được hệ số của x còn hệ số tự do mình sẽ nhìn hệ số của hai cái cuối là b 1 c 2 và b 2 c 1 thì mình sẽ được cái cuối cùng vậy là mình đã chứng minh được ba công thức tính nhanh đạo hàm cảm ơn bạn đã xem nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một đăng ký một like và đừng quên chia sẻ video của mình nhé